Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự nga ukraine chiều ngày 15 tháng 10 NATO tiến hành tập trận hạt nhân, máy bay Mỹ mang đầu đạn hạt nhân bay sát biên giới Nga Nga sơ tán hơn 30.000 người khỏi khu vực biên giới với Ukraine Bị quyết đặc biệt giúp UAV Ukraine nâng tỷ lệ đánh trúng mục tiêu lên 80% Tiêm kích F-16 giành chiến thắng trong trận không chiến đầu tiên cho Ukraine Ukraine tiêu diệt trung đội bộ binh cùng hàng loạt thiết giáp Nga trên hướng khả khắc. UAV pháo binh Ukraine đập tan đoàn thiết giáp khủng của Nga ở chỗ lửa Kurokhov, quân xâm lược Nga chịu thương vong kinh hoàng. Tất cả sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin ngay sau đây. NATO tiến hành tập trận hạt nhân, máy bay Mỹ mang đầu đạn hạt nhân bay sát biên giới Nga. Kính thưa quý vị, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Hôm thứ hai đã tiến hành một cuộc tập trận hạt nhân với sự tham gia của hàng chục máy bay bay qua miền Nam châu Âu, diễn ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin đề xuất rằng Moscow sẽ thay đổi học thuyết xác định cách thức sử dụng vũ khí hạt nhân. Liên minh cho biết trong một tuyên bố, cuộc tập trận thường niên kéo dài 2 tuần mang tên Staffordshire đã được lên kế hoạch từ lâu và có sự tham gia của các máy bay có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các cuộc tập trận diễn ra sau căng thẳng giữa NATO và Moscow vốn đã tăng cao hơn nữa sau khi ông Putin tuyên bố vào tháng trước rằng Nga sẽ thay đổi học thuyết hạt nhân để coi bất kỳ cuộc tấn công nào vào nước này được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ là một cuộc tấn công chung. Điều này làm dấy lên một viễn cảnh rằng điều này có thể bao gồm cả Ukraine, quốc gia được các đồng minh phương Tây và vũ khí của họ hỗ trợ, trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine đang diễn ra bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố gây sốc về vũ khí hạt nhân trong bối cảnh chiến tranh. Vì Moscow có nhiều đầu đạn hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác, theo Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân ICANW. Vào tháng 6, nhà lãnh đạo Nga cho biết phương Tây không nên xem nhẹ khả năng đất nước ông sử dụng vũ khí hạt nhân. Cuộc tập trận của NATO bắt đầu vào thứ Hai, có sự tham gia của 2.000 quân nhân từ 8 căn cứ không quân, chủ yếu thực hiện các chuyến bay qua các nước chủ nhà là Bỉ và Hà Lan và không phận trên Đan Mạch, Vương quốc Anh và miền Bắc. Chúng bao gồm máy bay phản lực có khả năng mang vũ khí hạt nhân, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu hộ tống, máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay có khả năng trinh sát và nhiệm vụ điện tử. Máy bay chiến đấu F-35A đầu tiên của đồng minh từ Hà Lan cũng sẵn sàng thực hiện các vai trò hạt nhân. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết trong tuyên bố của khối quân sự này rằng cuộc tập trận là một cuộc thử nghiệm quan trọng về khả năng tràn đầy hạt nhân của liên minh và gửi đi một thông điệp rõ ràng tới bất kỳ đối thủ nào NATO sẽ bảo vệ và phòng vệ tất cả các đồng minh. Bắt đầu từ tháng 5, Nga đã tổ chức các cuộc tập trận chung với Belarus để thực hành triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật mà việc sử dụng trên chiến trường đã trở thành chủ đề đồn đoán kể từ khi Putin bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine bộ ngoại giao nga đã liên kết cuộc tập trận này với những gì họ mô tả là tuyên bố hiếu chiến của pháp anh và việc chuyển giao hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội hoa kỳ atacms cho ukraine các nhà phân tích nghi ngờ rằng Putin sẽ dùng đến vũ khí hạt nhân, nhưng ông đã tăng cường hùng miệng về các mối đe dọa hạt nhân của Nga. Vào cuối tháng 9, Marut gọi là thiếu thận trọng và vô trách nhiệm, mặc dù các chuyên gia đã mô tả đây là một bước đi khác trong chiến dịch thông tin của Điện Kremlin, chứ không phải là một lời cảnh báo rõ ràng về ý định đó. Nga sơ tán hơn 30.000 người rời khỏi khu vực biên giới với Ukraine theo thông tin từ Ủy viên Nhật quyền Liên bang Nga, hơn 30.000 người, trong đó có gần 8.000 trẻ em đã được sơ tán khỏi các khu vực biên giới Ukraine do các cuộc tấn công và bắn phá. Trả lời phỏng vấn hãng tin Argumenti Ifrakti vào ngày 14 tháng 10, Ủy viên Nhân quyền Liên bang Nga Tatiana Moskakova cho biết khoảng 30.415 người đã được sơ tán khỏi các khu vực giáp biên giới Ukraine và được chuyển đến gần 1.000 trung tâm tạm trú trên toàn nước Nga. Sau khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Kiev đã trả đũa bằng các cuộc tấn công vào các khu vực biên giới của Nga. Quân đội Ukraine cho biết các cuộc tấn công này nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng cho nỗ lực chiến tranh của Moscow. Vào tháng 8, lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào khu vực Kursk trên lãnh thổ Nga, kiểm soát hàng chục khu định cư trên diện tích khoảng hơn 1.000 km2 và giữ hầu hết các vị trí kể từ đó. Ủy viên Moscow và Kova cho hay bà đã nhận được đơn trình báo liên quan đến hơn 1.000 công dân Nga từ Kursk. Những người không rõ tung tích và được cho là đã bị lực lượng Ukraine bắt giữ. Hiện chưa có phản hồi nào từ phía Kiev về vấn đề này. Cả hai bên đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu hoặc giam giữ thường dân, mặc dù hàng nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Bí quyết đặc biệt giúp UAV Ukraine nâng tỷ lệ đánh trúng mục tiêu lên 80%. Kia Boss đưa tin, trí tuệ nhân tạo AI đã tăng tỷ lệ chính xác của máy bay không người lái Ukraine từ dưới 50% vào năm 2023, lên gần 80% trong năm nay. Cần lưu ý rằng, AI đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trên chiến trường trong cuộc chiến ở Ukraine, đặc biệt là trong việc tăng cường khả năng của máy bay không người lái trong việc nhắm mục tiêu vào kẻ thù. Ví dụ như về sự thành công của công nghệ này là máy bay không người lái chính xác Shaker. Bài báo cho biết, máy bay không người lái có thể xác định độc lập, nhân sự, xe tăng, xe bọc thép cùng các mục tiêu khác và truyền thông tin này đến sở chỉ huy của nó để lựa chọn thời điểm và loại vũ khí sẽ tấn công kẻ thù. Trong trường hợp này, lợi thế quan trọng đến từ khả năng học hỏi của AI và các nhà khai thác Ukraine có thể đào tạo phần mềm trong tương lai. Như vậy, Shaker giờ đây có thể phân biệt lính Nga đơn giản chỉ qua quân phục, vũ khí, trang bị và thậm chí là cách họ di chuyển sau khi được cho ăn vô số video về lực lượng tác chiến Nga. Ứng phần viết rằng, phần mềm của Palantir được thiết kế để so sánh dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm trí thông minh của con người, máy bay không người lái, radar, hình ảnh nhiệt vân vân, có thể tiết lộ chuyển động của chiến trường và nguồn hỏa lực của pháo binh. Đồng thời, cần lưu ý rằng có nguy cơ trao quá nhiều quyền tự chủ cho máy bay không người lái được trang bị trí tuệ nhân tạo, vì AI không phải lúc nào cũng đánh giá được các sắc thái trên chiến trường như người điều khiển, đồng thời vẫn có những dè dặt về một số khía cạnh đạo đức liên quan đến việc sử dụng AI. Tài liệu viết, nếu trí tuệ nhân tạo có thể nhận ra quân nhân Nga chỉ bằng cách di chuyển của họ, ngay cả khi họ không mặc quân phục, liệu nó có thể phân biệt được giữa dân thường Nga hay không? Các lực lượng Ukraine và phương Tây có thể sẽ lưu ý đến điều này và kiềm chế khai hỏa. Nhưng người Nga dựa trên cách họ hành động cho đến nay có lẽ sẽ không làm như vậy. Tiêm kích F-16 giành chiến thắng trong trận không chiến đầu tiên cho Ukraine theo một số báo cáo được công bố trên mạng xã hội vào ngày 13 tháng 10 năm 2024, một máy bay chiến đấu F-16 do không quân Ukraine vận hành đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của Nga. American Recognition viết rằng chiến thắng này, chiến thắng đầu tiên của Ukraine trong không chiến sử dụng F-16 đạt được nhờ tên lửa AIM-9X Sidewinder tiên tiến, nổi tiếng với khả năng dẫn đường hồng ngoại và khả năng cơ động cao. AIM-9X được biết đến rộng rãi vì khả năng sát thương mang lại cho F-16 lợi thế đáng kể trong không chiến, có khả năng tấn công máy bay địch ở góc cao và trong các tình huống chiến đấu tầm gần máy bay F-16 Fighting Falcon nổi tiếng với khả năng chiến đấu không đối không đa năng, kết hợp hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, hệ thống radar và một loạt tên lửa dẫn đường chính xác. Một trong những tính năng nổi bật của máy bay là radar AN ABG-66 V2, cho phép theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc trong khi vẫn cung cấp phạm vi phát hiện và độ chính xác được cải thiện. Máy bay F-16 có thể mang theo một loạt tên lửa không đối không, bao gồm AIM-120, AIM-OR, aam cho các cuộc giao tranh ngoài tầm nhìn và aim 9 Sidewinder cho các cuộc không chiến tầm gần. Nhờ khả năng khóa mục tiêu từ góc cực xa, khả năng khóa mục tiêu từ góc cực xa của aim 9 khiến nó trở nên đặc biệt nguy hiểm trong chiến tranh tầm gần. Sự kết hợp giữa vũ khí dẫn đường bằng radar và dẫn đường bằng hồng ngoại này giúp F-16 chiếm ưu thế trong các cuộc giao tranh tầm xa và cả tầm gần. So với các máy bay chiến đấu đường đại khác, chẳng hạn như Su-35 và MiG-31 của Nga, F-16 có một số lợi thế nhất định về khả năng nhanh nhẹn và tác chiến điện tử, trong khi Su-35 tự hào có hệ thống radar và tên lửa tầm xa vượt trội. F-16 bù đắp bằng khả năng cơ động vượt trội và các hệ thống tác chiến điện tử tích hợp như hệ thống phân phối tích hợp Highland, BIDS, triển khai các biện pháp đối phó để tránh các mối đe dọa được dẫn đường bằng radar. Sự nhanh nhận này kết hợp với hệ thống chỉ thị tiên tiến gắn trên mũ bay cho phép việc công tấn công mục tiêu chỉ bằng cách nhìn vào chúng, mang lại cho F-16 một lợi thế rõ rệt trong cận chiến. Tên lửa AAM-9 Sidewinder là vũ khí không đối không tiên tiến đã cách mạng hóa không chiến hiện đại. Hệ thống dẫn đường hồng ngoại tìm nhiệt cho phép phát hiện và khóa vào tín hiệu nhiệt của máy bay địch, thường là từ động cơ, khiến nó cực kỳ hiệu quả đối với các mục tiêu di chuyển nhanh. Điểm khác biệt của AIM x so với các phiên bản trước là khả năng tầm nhìn xa của nó. Điều này có nghĩa là phi công không cần phải đối mặt trực tiếp với kẻ thù để bắn. Tên lửa có thể nhắm mục tiêu và bắn trúng máy bay địch, ngay cả ở góc cực đại so với đường bay của máy bay phản lực. Khả năng Op này được kết hợp với hệ thống ngắm ngắn trên mũ bảo hiểm AMS cho phép phi công chỉ cần nhìn vào mục tiêu để dẫn đường cho tên lửa. Tính năng này đã làm giảm đáng kể thời gian phản ứng cần thiết cho các cuộc giao tranh trên không. Một lợi thế quan trọng khi phi công điều khiển ở tốc độ cao là trong môi trường có nguy cơ cao. Hơn nữa, AAM 9 được biết đến với sự nhanh nhẹn và khả năng thực hiện các cú rẻ gốc, cho phép nó khóa mục tiêu vào các máy bay chiến đấu của đối phương có tốc độ cực nhanh. Ukraine tiêu diệt trung đội bộ binh, cùng hàng loạt thiết giáp Nga trên hướng Kharkov. Tại khu vực Kharkov, lực lượng chiến đấu của Luận đoàn Vệ binh Quốc gia Spastan đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga, phá hủy thiết bị và bộ binh địch. Điều này đã được chuẩn tướng tư lệnh lực lượng vệ binh quốc gia Oleksandr Bievnenko công bố trên Telegram. Ông nhấn mạnh, địch đã mất trang bị và một trung đội bộ binh được tăng cường cũng như một số người để bổ sung quỹ trao đổi của chúng tôi cần lưu ý rằng quân chiếm đóng của nga đã thực hiện một nỗ lực tấn công khác theo hướng khakhap họ cố gắng tiến tới các vị trí của ukraine theo từng nhóm nhỏ tướng cô nói tuy nhiên nhờ hành động của các sĩ quan Smartstan, cuộc tấn công của nga đã thất bại các trinh sát trên không của lữ đoàn đã phát hiện sự di chuyển của nga và ngay lập tức gây sát thương bằng hỏa lực bằng máy bay không người lái tấn công và bằng máy bay thả từ uav Ông lưu ý rằng do làm việc chính xác nên cuộc tấn công của Nga đã bị dừng lại và địch bị mất thiết bị đặc biệt là BMP và một trung đội bộ binh. Chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia đã chiếu đoạn video ghi lại cảnh quân địch phá hủy trang thiết bị và nhân lực của chúng. Vào tháng 9 tại quận Kubyan, quân xâm lược Nga đã tấn công mạnh mẽ với sự hỗ trợ của hàng chục xe bọc thép và bị tổn thất nặng nề. Chỉ huy của tiểu đoàn Achilles thuộc lữ đoàn tấn công riêng biệt số 92 của lực lượng vũ trang Ukraine, ông Zuri Fedorenko cho biết, kẻ thù đã sử dụng hơn 50 chiếc xe bọc thép trong cuộc tấn công, trong đó hơn 30 chiếc đã bị phá hủy. UAV pháo binh Ukraine đập tan đoàn thiết giáp khủng của Nga ở chảo lửa Kurakov, quân xâm lược Nga chịu thương vong kinh hoàng. Các xe quân sự của Nga đã bị trinh sát trên không của lực lượng vũ trang Ukraine phát hiện, sau đó chúng bị tấn công bởi hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái cảm tử. Lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của quân đội Nga về hướng Kurakov của mặt trận khu vực Donetsk. Quân Nga bị các đơn vị Ukraine tấn công dữ dội và bị đánh bại. Thương vong nặng nề của kẻ thù đã được báo cáo. Một đoạn video được kênh Telegram 365 của Ukraine đăng tải. Tổng cộng có 30 xe bọc thép tham gia cuộc tấn công của Nga, trong đó có 5 xe tăng, 25 xe bọc thép chở quân. Lực lượng vũ trang Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công, đốt cháy 7 xe bọc thép cùng với bộ binh và một xe tăng. Một chiếc xe tăng khác bị trúng đạn. Hơn nữa ít nhất hơn 60 binh sĩ Nga đã vô hiệu hóa trong cuộc tấn công. Đoàn xe của quân Nga đã bị trinh sát trên không của lực lượng vũ trang Ukraine phát hiện, sau đó chúng bị tấn công bởi hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái cảm tử. Và một phần thiết bị của Nga đã bị phá hủy bởi bãi mình người Nga liên tục thực hiện các cuộc tấn công cơ giới và các vị trí của lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 79 của Ukraine. Vào ngày 4 tháng 10 năm 2024, lính dù đã đẩy lùi một cuộc tấn công có sự tham gia của 10 xe bọc thép. Và vào ngày 1 tháng 10 năm 2024, 19 đơn vị thiết bị quân sự bao gồm cả xe tăng đã được sử dụng để đột phá qua tuyến phòng thủ của Ukraine gần làng Kotyansk-Tivnevka ở khu vực Kurakov. Sau đó Nga đã điều khiển 11 xe chiến đấu bọc thép chở bộ binh, được 8 xe tăng yểm trợ để tấn công. Tuy nhiên đoàn xe đã bị phát hiện và nhắm mục tiêu trước, trong trận chiến bốn xe tăng và hai xe bọc thép chở quân xâm lược đã bị phá hủy. Cuộc tấn công lớn nhất trong thời gian gần đây là cuộc tấn công diễn ra vào ngày 22 tháng 9, khi đó quân xâm lược đã sử dụng 44 đơn vị thiết bị quân sự để tấn công ồ ạt vào các vị trí của lữ đoàn tấn công được không độc lập số 79 của Ukraine. Trong số đó, 35 xe bọc thép chiến đấu có quân yểm trợ bởi 9 xe tăng, trong đó có 5 xe bọc thép bị phá hủy. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Hãy tiếp tục đồng hành cùng bản tin của chúng tôi bằng cách nhấn thích video cũng như chia sẻ cho nhiều người được biết. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin mời quý vị để lại dưới phần bình luận. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn kênh HTD News để theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.